Mua một vé số nữa. Ai rồi. Mua một cái vé số nữa. Ai rồi ơi. Một cái vé số nữa. Ôi! Bạn đã trúng vé số. Bạn nhận được tài khoản cộng 1 tỷ. Hay hay và trong cái tài năng sẽ trở lại channel của Hùng Akira. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đến với video nữa về... Yeah, hôm nay không phải video Google Blast rồi. Thì hôm nay mình chưa có làm video mini Google được. Chắc là phải tầm mai hay là ngày kia thì chúng ta phải có video mini Google tiếp. Thì hôm qua mình vừa mới miss video một hôm, mà hôm nay thì mình làm vội quá cho nên là mình không làm được video về mini Google vội. Nên mình sẽ làm video về một tựa game mà nó khá là hay ho đấy. Mình thực ra thì mình chưa có chơi thử và mình chưa có xem nhiều. Nhưng đây là tựa game giả lập cuộc sống và nó mang tên là Life Simulator. Tức là giả lập cuộc sống và bây giờ chúng ta sẽ gọi là bắt đầu một cuộc sống mới thử giả lập ở trong cái tựa game này. Thì không biết là nhấn vào đâu để sinh em bé thì phải. À đây. Ok. Và chúng ta sẽ sinh ra một cuộc sống và cuộc sống của chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thử tựa game này các bạn nhá. Thì trước khi vào video này, nếu các bạn thích đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký cũng như bấm một cái chuông bạn đã đăng ký để hỗ trợ kênh của mình. Cứ như là thông báo mới nhất là kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất nhá. Và đừng quên là online là các buổi trưa tầm 11:30 đến 12 giờ để xem, gọi là để xem livestream của mình nhá. Tầm 12 giờ trưa thì mình sẽ livestream mỗi ngày và livestream mini war các bạn nhá. Và ok, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc sống của chúng ta nào. Thì ở tại một cái thế giới mới này, chúng ta mang tên là Dương Khánh Ly, sinh ra Hải Phòng Việt Nam. Dân Hải Phòng. Mình cũng thực ra mình cũng có một vài anh em ở Hải Phòng. Mình Hải Phòng rất gần mình luôn, Hải Phòng chỉ cách mình khoảng 200 cây thôi. À, sinh ngày 31 tháng 8. Ê, hôm nay mình làm video là ngày mùng 1 tháng 9. Sinh ngày 31 tháng 8 à. Ok, cung xử nữ. Mình hiện tại mình là cung song ngư nha các bạn. Không biết các bạn nào cùng cung song ngư không? Mình là cung song ngư, mình 24 tháng 2. Bố tôi là Dương Đình Luận. Ok, kế toán 28 tuổi. Mẹ tôi là Ngô Kiều Khanh, make up 26 tuổi. Ui, bố mình đẻ mình vào lúc 24 tuổi, còn mẹ mình đẻ vào 22 tuổi. Vậy là cái này cách mình 4 năm đấy. Bố mẹ tôi yêu nhau được 3 năm rồi mới kết hôn. Kết hôn 3 năm rồi mới có tôi. Ui trời ơi, hết hôn 3 năm, ok. Tức là bố mẹ tôi yêu nhau được 3 năm thì mới bắt đầu kết hôn. Xong rồi là mẹ hôn 3 năm liền mới hết, xong mới có tôi. Ui, hôn nào 3 năm mới ra con nhỉ, khó nhỉ. Ok, Dương Khánh Ly của chúng ta, đây là chúng ta đây. Chúng ta có hạnh phúc là 89%, sức khỏe là 35%, thông minh 43% nhỉ. Ui, tưởng thông minh phải 100% ấy nhỉ. Ngoại hình 71%, hay là ngoại hình khá đẹp trai ấy. Ngoại hình khá đẹp trai đấy, ok, chúng ta sẽ cộng tuổi lên. Ok, bạn bị sốt ly bì sau khi tiêm chủng, sức khỏe -3. Ok, lên 1 tuổi thì mình bị sốt ly bì sau khi tiêm chủng, sức khỏe của mình giảm xuống. Độ thông minh cũng giảm luôn, ui bị bệnh độ thông minh giảm à. Giảm ngoại hình một tí nhưng độ hạnh phúc thì không giảm. Ngày đầu mẹ đưa bạn đi gửi nhà trẻ, bạn khóc 3 tiếng không nín. Cô giáo bạn đành trả bạn về với mẹ. Ôi trời ơi, thế này thì hơi toang này. Mẹ sống này là toang. Ok, đây là mình. Hoạt động là gì ta? Bạn chưa đủ tuổi, yêu cầu 12 tuổi trở lên. À, mấy cái này thì phải 12 tuổi trở lên mới có sản phẩm, mới có tài sản các bạn. Lên 3 tuổi chúng ta ở nhà chơi một mình chán quá nên bạn đòi mẹ đi nhà trẻ để chơi với các bạn. Mẹ bạn mừng ra mặt luôn. À, thế là lại đi nhà trẻ tiếp à? Ok, lại nhà trẻ tiếp à. 4 tuổi không có gì nổi bật cả. Ê, 4 tuổi mình có nổi bật đấy. 4 tuổi của mình là có nổi bật hơi nhiều đấy. 5 tuổi không có gì nổi bật à? Vô lý vậy. 5 mẫu giáo của mấy bạn 5 mẫu giáo của bé này không có gì nổi bật vậy. 5 3 4 5 tuổi đi mẫu giáo chán nó gì nổi bật vậy. Ok, 6 tuổi lớn lên rồi và chúng ta sẽ vào tiểu học. Ôi, chúng ta sống cuộc sống của bạn nữ à. Thông minh lên rồi các bạn, thông minh lên 46% rồi. Và chúng ta hạnh phúc của chúng ta cũng tăng. Lên 7 tuổi thì mẹ quyết định dạy bạn học ở nhà mỗi buổi tối. Bạn sẽ làm gì? Mẹ bảo muốn dạy học nhưng mỗi buổi tối tất nhiên mình sẽ học chứ. À nhưng mà hơi chơi các bạn, không có tuổi thơ đấy. Không học, đi chơi. Mẹ bạn không có cách nào liền bỏ qua cho bạn. May quá. Đấy. Đi chơi để tăng hạnh phúc các bạn hiểu không? Đi chơi để tăng hạnh phúc. Mẹ quyết định dạy tôi học bài vào mỗi buổi tối. Tôi nhất quyết không học. May quá tôi được mẹ tha cho. Ok. Bạn bùn tè trong giờ học, nhà vệ sinh ở trường rất là kinh, bạn sẽ làm gì?
nếu như mà buồn tẻ trong giờ học mà nhà vệ sinh ở trường rất là kinh thì thực ra cái tình trạng này là tình trạng ở chỗ mình. Chỗ mình là một vùng quê và trường học ở chỗ mình có nhà vệ sinh nó mùi nó rất là khai. Và thường là lao công mà họ dọn thì nó vẫn khai vãi nổi ra. Cơ bản là không phải do lao công dọn bẩn mà cơ bản là do mấy cái thanh niên mà làm bẩn ra, nó càng ngày nó càng bẩn đấy các bạn. Đơn giản nhiều khi có một số thanh niên còn có đam mê, mình nói thật luôn, ở chỗ mình trường cấp 3 ấy, nó đam mê nó đái ra sàn nhà luôn. Nó đái ra sàn nhà vệ sinh. Cho nên là tính ra nhà vệ sinh của mình rất là kinh khủng luôn. Cho nên là cái này là gọi là không phải là tình huống nữa mà nó thực tế. Và thực tế ở tại trường mình là nó bẩn như thế nhưng mình vẫn đi vệ sinh. Mình sẽ nín thở lúc mình vào nhà vệ sinh, đái thật nhanh nó chạy ra ngoài. Cho nên là mình sẽ đi vệ sinh ở trường. Rõ ràng rồi. Ây da, nhà vệ sinh của trường nay đã được update với hương hoa nhài thơm ngát, tạo sảng khoái dài lợn tại cảm giác sảng khoái dài lâu. Bạn sung sướng xả hết nỗi buồn vãi nồi ạ. Được update với hương hoa nhài thơm ngát mới chịu chứ. Ok, chúng ta được cộng hạnh phúc lên và sức khỏe rồi. 100% hạnh phúc luôn. được sảng khoái các bạn, được sảng khoái. Ok, chúng ta sẽ lên đến 9 tuổi nha. Không gì nổi bật à? 9 tuổi không có một cái gì nổi bật cả. Bạn lấy điện thoại của bố tải trò chơi. Trò chơi yêu cầu nạp tiền. Bạn lớp bấm xác nhận. Tài khoản của bố bị trừ 200k. Ôi trời ơi. Cái trò này không biết có bạn nào đây là tầm tuổi của bọn mình để trải nghiệm qua cái này không. Nhưng mà cái trải nghiệm mà của mấy thằng mà tầm thời 9X với cả là tầm cái thời mà năm 2007-2008 kiểu có điện thoại ấy, là cứ nhập GPRS gửi 6689 xong rồi các kiểu nhận mạng 15.000 một lần, được một kho game các kiểu. Ôi trời ơi, cú lừa đấy các bạn. Cú lừa cả. Ok, bé này 10 tuổi mà vẫn ngu vậy. Bạn vào cấp 2. Ui, vào cấp 2 được 500.000 cho tài khoản luôn. Cộng thêm ngoại hình, cộng thêm thông minh, cộng thêm sức khỏe các kiểu luôn. Ai, lên lớp 11 cái mình được tài khoản mình có 500.000 đồng. Trời ơi, đi tiêu thôi các bạn, đi tiêu thôi. Rồi, bắt đầu có tài sản rồi các bạn. Quan hệ, một lần cãi nhau, mẹ nói bố. Bạn bè ông, ai cũng nhà lầu xe hơi, ông coi ông có cái gì rồi. Bố đáp, anh có em. Thế là bố mẹ làm hòa. Cãi nhau đơn giản vậy. Chiêu cớ. Vâng, cái nắc 12 tuổi của bạn này có vẻ hơi buồn cười nhỉ. Quan hệ là đang phát triển. Ok, lớp 12. À, 12 tuổi thì quan hệ vẫn đang phát triển, chưa có nhiều. Hoạt động. Ồ, từ 12, con gái thời nay ấy, để mà sống cho kịp cái thời đại 4.0 này á, con gái lên 12 tuổi bắt đầu phải biết làm đẹp rồi. Phẫu thuật thẩm mỹ thì không nên, nhưng mà nên biết làm đẹp. Ui, nhưng mà tốn tiền lắm. Trời ơi. Xăm hình, xăm đi đằng sự, đừng sợ. Giải trí, đúng rồi. Đọc cho tương lai. Chứ đọc sách cho thư viện. Dành chọn một ngày tại thư viện giúp bạn học được rất là nhiều điều bổ ích. Chính xác. Nên là như thế. Nếu như mà là tôi và là con gái tôi nên như thế. Trung tâm mai mối. Ok. Sự kiện đã yêu cầu phải lớn hơn 16 tuổi. À, phải lớn hơn 16 tuổi mới được yêu đương à? À, học vấn thế nào? Học vấn của Dương Khánh Ly là hiện tại là khá là thông minh. Được, thông minh 49% này là ngon rồi. Về phần tài sản thì chúng ta có nên đi mua một cái gì không? Ồ, chúng ta có 500.000 đấy các bạn. Mình có 500.000 nên là chưa nên. Ui, mình có nên đầu tư tiền ở bất động sản không nhỉ? Hợp lý vậy nổi. Đầu tư tiền ở bất động sản các bạn. Ok. Nhà 4 cấp 4 giá rẻ. Ui dồi, có 500.000 để đầu tư bất động sản má. Nhà rẻ nhất giá 400 triệu kìa mấy má ơi. Chăn nuôi. Ôi, mình sẽ nuôi đi. Đúng rồi, mình sẽ nuôi con gà. Mình sẽ nuôi con gà tam hoàng này. Đúng rồi. Trước tiên là cứ phải làm đã đằng nào, bây giờ tầm tuổi bé chưa cần tiêu tiền nhiều. Mình sẽ làm kinh tế luôn. Đi đây. Lên 13 tuổi, bạn được rủ leo lên cây xoài ở khuôn viên trường để hái trộm. Bạn bị trượt chân và té gãy tay. Ôi trời ơi, trượt chân té gãy tay mới vẽ nổi. Tôi tưởng trượt chân thì phải té gãy chân chứ. Rồi, chúng ta được 180k từ con gà tam hoàng rồi. À, bị trượt chân và té gãy tay, mất bố một đống sức khỏe với ngoại hình rồi. Đen thế nhở. Cuộc sống của bạn nữ này đen vậy ta. À, rồi, bỏ qua đi. Chúng ta sẽ cùng đến với tuổi 14 đi. 13 tuổi là vào tầm lớp... 13 tuổi là vào lớp 7 đúng không? Lớp 7 thì chưa nên có nhiều các cái hoạt động nhiều. Lớp 7 nên hạn chế. Lên lớp 8 thì chúng ta đang ngồi nghe giảng thì bạn ngủ gục trong lớp. Khi tỉnh dậy thì thấy mọi người đã ra về từ lúc nào rồi. Ngủ này hơi bị sướng. Ngủ này có vẻ như sướng quá. Ngủ này sướng quá. Tính ra mình cũng rất. Mình sẽ nuôi thêm một con gà nữa. Đó. Tầm. Ơ, không được nuôi thêm con gà nữa à? Vãi nồi vậy. Cúi bắp vậy. Ok thì có vẻ như là bạn nữ này hơi bị lười học một tí đây. Có vẻ bạn nữ này không quá là chăm học. Chúng ta sẽ lên lớp 9. Giáo viên lên lớp làm bài. Không ai. À, lên bảng làm bài. Không ai giơ tay, tôi gọi ngẫu nhiên vậy. Bạn cầu nguyện. Em không phải.
À, không em không phải em. Nín mẹ thở rồi thì đứa lên bảng chính là bạn. Ôi rồi vậy nồi. Đen thế. Mẹ cô giáo gọi ngẫu nhiên lại gọi chúng mình là đen lắm đấy. Bình thường tên chỉ có tên ở đầu, gọi là tên ở đầu lớp thì mới dễ bị gọi thôi. Mấy bạn tên là anh mới dễ bị gọi thôi. Giờ chúng ta sẽ nuôi một con vịt cồ. Chứ tên là tầm tuổi bé mà là con gái thì không nên tiêu tiền nhiều, để tránh việc nó dùng tiền vào trong cái việc gọi là mỹ phẩm các kiểu. Chúng ta sẽ nuôi lấy lời đã, sau này làm đẹp sau. Đấy. Mua một con vịt cồ coi. Hoạt động à? Từ từ để coi xem nào. Lên 15 tuổi rồi thì bắt đầu chúng ta phải có nhiều hoạt động hơn. Chúng ta sẽ nấu ăn. Sushi cá hồi. Không, nhưng tôi lại thích ăn tôi thích ăn sushi cá hồi hơn. À, không có cá, không có cơm trắng các kiểu à? Làm đéo có đồ ăn đâu. Từ từ mình sẽ ra bệnh viện. Vậy đợi bác sĩ chuyên chữa sida. Khởi nghiệp, đánh đề. Sau 5 giờ chiều không biết ai giàu hơn ai. Ui. Đánh đề từ từ. Bạn đánh đề bao nhiêu? Tỷ lệ 1 ăn 5. Ui khó thế. Hết tiền rồi. Em nuôi tạo con vịt rồi. Từ từ. Là cái nào để tắt bỏ các hoạt động đánh đề nữa bây giờ? À đây. Thôi được rồi, mình không đánh đề nữa các bạn. Hết tiền rồi. Bán vốn tự có, việt nhẹ. Ơi, bán máu. Hãy cho đi không cần nhận lại. Ui, đây là hiến máu à? Hiến máu xong được gấu bông à? Chương trình hiến máu được gấu bông các bạn. Xem bói. Ui, xem bói cũng tốn tiền vãi. Chúng ta phải làm ăn kinh tế trước, sau đó là chúng ta mới gọi là kiếm tiền được các bạn. Chúng ta mới đi làm mấy hoạt động giải trí được. Trước tiên là chúng ta phải làm kinh tế trước. Ok. Ui, giao thái 10 triệu ăn cắp vặt, 100 triệu là cướp giật, 500 triệu là cướp ngân hàng, 2,5 tỷ là khủng bố. Cái đồ gì đấy? Đồ điện tử. Chúng ta có rất nhiều máy quay phim các kiểu. Ui. Ai có khi bạn nữ này mà đi làm tướng cướp khéo ngon này. Ổ khóa để chống trộm. Ôi dồi ôi, mình đã mua nhà đâu, đã có tiền đâu, chưa mua nhà. Cơm trắng lại 500k lận. Tầm tuổi này mình nghĩ chắc là chưa cần phải mua cái gì đâu, tại vì tầm tuổi này đã có tiền mấy đâu. 16 tuổi, một bộ hài cốt cao 1m5 được phát hiện trong nhà của bạn. Ui, thầy bà lũ lượt kéo tới khấn phái các kiểu rồi đến công an pháp y. Sau khám nghiệm, cơ quan chức năng đi đến kết luận đờ cờ mờ xương cẩu. Khám xét các kiểu rồi phát hiện ra đây là xương chó ạ. Hết hạn tài sản gà tam hoàng. À ok, chúng ta thu được từ con gà tam hoàng khá là nhiều giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quan hệ. Quan hệ vẫn chưa có à? À, mình chẳng có người yêu đều đâu. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vui chơi đi. Khu vui chơi đi. Game show, hãy chọn ra đúng. Ok được. Hãy chọn ra đúng. Bạn muốn đăng ký vòng thi nào? Pro chọn giá, chọn đúng nhận quà, chọn đúng nhận giá. Ok, Pro chọn giá luôn đi. Đơn đăng ký của bạn không được nhận. Ui, vãi nồi. Ok. Làm giàu không khó, phải chịu khó làm giàu. Chúng ta sẽ vào xong bài casino để làm giàu các bạn. Quảng cáo, vãi nồi quảng cáo. Xong bài casino. Xong bài casino bị lag rồi. Xong bài casino bị lag rồi các bạn. Chơi chương trình ai là tỷ phú đi. Bạn hãy xem một đoạn quảng cáo ngắn để ủng hộ game và mở khóa tính năng nhé. Ok, không được đầu tư chứng khoán các bạn ạ. Ok, vậy giờ chúng ta sẽ lên tuổi 17 đó đi các bạn. Trời ơi, lớp bạn đóng tiền áo lớp mỗi đứa 100k. Thằng lớp trưởng hô hào đánh mẹ con lô mua hẳn đồng phục mùa đông cho nó xin. Cuối cùng cả khối 12 có mỗi lớp bạn không có áo lớp mặc. Thằng lớp trưởng hô hào đánh mẹ con lô mua đồng phục mùa đông nhố xịn. Cuối cùng trượt lô. Ok, thằng lớp trưởng có tâm vãi rồi. Thằng lớp trưởng có tâm thật sự. Được rồi, năm vừa rồi chúng ta đi gọi là chơi không thành công. Năm nay chúng ta đi quay lại. Game show hãy chọn ra đúng. Chúng ta sẽ gửi đơn lại. Ô, được chấp thuận này. Điện thoại đời mới New Line, hàng second hand. Nghe gọi lúc được lúc không. Chuyên dùng để tiếp thị online. Bạn đoán giá rơi vào tầm bao nhiêu? Uầy. Từ từ. Đây điện thoại của New Line. Nên là mình nghĩ chắc là sẽ khá là giá trị. Bởi vì điện thoại New Line nó sẽ thử rất là giá trị. Chúng ta chọn là 11 triệu. Bạn đoán như thần, nhận được một điện thoại. Uầy. Kinh vậy. Mình nhận được một cái điện thoại các bạn ơi. Mình có một cái điện thoại nè. Trời ơi, 10 triệu mà tôi đoán một cái được luôn nè. Bạn sẽ dùng điện thoại cho mục đích gì? Bán sẽ được 5 triệu. Livestream để ca hát hay là gọi điện. Uầy, từ 16 tuổi. Cần gì điện thoại? Chúng ta mua máy tính luôn. Cho nên là từ xem ở trong game này xem có máy tính không. Từ xem trong game này có máy tính không. Tôi phải xem cái này có máy tính không. Có máy tính luôn, 15 triệu dùng để làm việc luôn. Được, thế thì chúng ta sẽ bán điện thoại đi lấy tiền để làm vốn.
tầm tuổi này vẫn còn rất là nhẹ, các bạn hiểu không? Tầm tuổi này chưa cần nhiều tiền, chúng ta sẽ đầu tư và chăn nuôi. Chúng ta sẽ nuôi con dê núi này để lấy tiền, gọi là 2,1 triệu mỗi năm. Và sau khi đến tầm 18 tuổi, kể từ tuổi 15 này đi, chúng ta sẽ có rất 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 là nhiều tiền. Đấy là cái mà mình đang tính đến, gọi là làm kinh tế. Bởi vì hiện tại mình mới có 16-17 tuổi à, 20 tuổi lại có tiền là vừa. Mình nghĩ là thế, tầm tuổi này không nên dùng tiền nhiều. Đó. Nhưng mà từ từ đã, chương trình vừa rồi có vẻ ngon đấy. Chương trình này tham gia rồi, bây giờ chúng ta sẽ tham gia chương trình Ai là tỷ phú coi. Ờ sao chương trình này bị lỗi à? Đây là chương trình này, game nó bị lỗi các bạn. Cái này là lỗi game, cái lỗi game rồi. Cái này bị lỗi game rồi. Chúng ta sẽ đầu tư chứng khoán các sao? À đầu tư chứng khoán đâu coi được đâu. Bây giờ chúng ta chỉ chơi được mỗi chương trình pro đoán giá thôi các bạn. Rồi. Khởi nghiệp. Chúng ta sẽ đánh đề một cái các bạn, chúng ta sẽ đánh đề 200k một cái. Rồi ta đánh đề 200k. Bà cụ hàng xóm nhà bạn mới chết, hưởng thọ 89 tuổi, có 6 người con trai, 3 trai à có 6 người con, 3 trai, 3 gái, 10 đứa cháu. Bạn đánh con số mấy? Uầy. Nhìn cái này là thấy biết rồi, số 89 chắc chắn là có liên quan đến số 88. Ui. Ui đánh đề trúng luôn kìa. DV bạn trúng 1 triệu đồng. Ôi nói vãi cả, số 89 liên quan đến số 88. Vé số, số số kiến thiết, ít nước lợi nhà. Ok. 100.000 đồng một đờ, 100.000 đồng một tờ. Giải thưởng sẽ là 1 tỷ. Ui mày. Từ từ giải thưởng 1 tỷ à, từ từ. Giải thưởng 1 tỷ các bạn. Mua một tờ. Vé không trúng. Ôi giời ơi. Mua một vé số nữa. Ai ơi. Mua một cái vé số nữa. Ai trời ơi. Một cái vé số nữa. Ô. Bạn đã trúng vé số. Bạn nhận được tài khoản cộng 1 tỷ. Cô gái này là cô gái. Cô gái này là lucky girl à. Cô gái này là lucky girl à. Tôi trúng vé số 1 tỷ. Tôi mua một tờ vì sợ trúng nhiều quá kẻ gian dòm ngó. Sau 4 tờ tôi trúng vé số 1 tỷ. Tôi giàu quá. Úi trời ơi, thế này thì lên 18 tuổi ngay thôi. Lên 18 tuổi thôi, kỳ thi đại học đã đến. Bạn muốn đăng ký thi trường nào? Uầy, ở xong có học viện ngân hàng của mình nhỉ? Chúng ta ở đây chỉ có đại học Bách Khoa, đại học sư phạm, đại học kinh tế, đại học sân khấu điện ảnh, đại học y, nhạc viện, học viện báo chí, đại học thể dục thể thao, nhập ngũ. Ui ôi, con gái nhập ngũ cái nồi gì. Từ từ, bây giờ mình đang có 1 tỷ trong tài khoản. Mình đang có 1 tỷ, mình có thể thậm chí có thể kinh doanh mà không cần phải đi học. Cho nên mình sẽ học một cái trường nào đấy nó nhẹ nhàng một tí và nó liên quan đến vấn đề kinh tế một tí. Sau này mình làm kinh tế, mình sẽ học đại học kinh tế chứ không phải Bách Khoa. Bạn không đủ thông minh, yêu cầu 50 điểm. Ôi phải đủ 50 điểm mới được à? Thế thôi, thế vào sư phạm vậy. Kỳ thi bắt đầu, hãy trả lời một câu hỏi sau. Bạn chỉ có một cơ hội thôi. Câu nói nổi tiếng, dù sao trái đất vẫn quay, khi đứng trước giàn hỏa thiêu của tòa án tôn giáo là của nhà bác học nào? À tất nhiên là của Galileo thì phải. Chắc chắn là của Galileo rồi. Ôi dồi ôi, đỗ đại học là dễ. Riêng cái gì chứ đỗ kiến thức cho một thằng đã đỗ đại học thì nó là quá đơn giản. Chúng ta đã vào đại học sư phạm, học viện ngân hàng tôi còn thi được chứ sư phạm nó là cái gì. Riêng Khánh Ly hiện tại vẫn đang lông bông à, chúng ta đã được vào trường đại học sư phạm. Ôi thằng này đi tiêu tiền đấy các bạn. Chúng vé số đi tiêu tiền thôi. Từ từ, để chúng ta đi làm đẹp. Chúng ta sẽ đi gọi là 2 triệu năm triệt lông. Giải cứu bạn sợi bối rối của. Giải cứu bạn khỏi sự bối rối của video lông này ghét. Trời ơi triệt lông, trời ơi tiền nhiều mà các bạn. Chị mụn, bạn bị lừa gói dịch vụ chị mụn mà không được gì cả. Chủ spa đã chạy trốn, vãi nổi. Nhân viên thủ pháp thô bạo làm da mặt bạn bị tổn thương, bạn phải đi da liễu chữa trị mất nửa năm. Ui vãi nổi ạ, vãi nổi. Sức khỏe mình bị yếu kìa, sức khỏe mình còn có 24% đấy các bạn ơi. Mình phải đi ra bệnh viện, mình sẽ đi bác sĩ da liễu. Mình sẽ đi bệnh chữa sida. Mình cũng đéo có bệnh sida luôn. Bác sĩ xương khớp, cũng đéo có xương khớp luôn. Nhà sĩ, à có gia sĩ luôn. Bác sĩ ung bướu. Thế làm cái nào để tăng sức khỏe bây giờ? Phẫu thuật thẩm mỹ, ui rồi bơm môi gọt cằn, nâng ngực nâng mông. Uầy, từ từ các bạn, 18 tuổi mà nâng ngực nâng mông với cả là hút mỡ ạ, thì khả năng là cuộc sống của bạn này gọi là như của hot girl luôn. Tôi nghĩ là được. Đầu tư 45 triệu nâng ngực. Sau khi phẫu thuật vì vệ sinh không sạch sẽ, bạn bị nhiễm trùng hoại tử nên phải cắt bớt một bên ngực. Cái là má. Phẫu thuật thẩm mỹ gì mà tỷ lệ nó hấp hối vậy? Vãi nồi ạ. Chết cha rồi, sức khỏe của tôi xuống thấp quá rồi. Phẫu thuật thẩm mỹ mà mẹ bị hậu hoại tử bên ngực ghê vậy. Sao mày đi đại học rồi mà mày ngu vậy?
không biết giữ sức khỏe à? Giữ sẽ ăn tại nhà hàng. Ây da, bạn đi ăn nhà hàng và bốc thăm trúng thưởng voucher giảm giá 50% cho bữa hôm nay. Trời ơi, hạnh phúc là đầy rồi này. Bây giờ chúng ta phải đi xem bói các bạn, bói tử vi mới được. Rồi, thầy phán bạn đang bị vận đen xui à, vận xui đeo đuổi. Muốn giải chỉ có cách mua một căn nhà ở giữa một vườn rộng, không gian thoáng đãng sẽ làm tiêu tà khí, đợi bạn sẽ tự khắc lên hương. Ờ nhở, mình đang có nhiều tiền mà, mình sẽ đầu tư bất động sản mua nhà luôn các bạn. Nhà lầu hiện đại 2 tầng rồi. Ôi nhưng mà khoan, 1,2 tỷ mới mua được nhà vườn. 1,2 tỷ mới mua được nhà vườn. Thế thì chúng ta sẽ mua máy tính để làm việc trước đã. Chúng ta sẽ mua một cái máy tính làm việc đã. Chúng ta sẽ đầu tư cái nhà lầu sau. Bạn sẽ dùng máy tính để làm gì? Hack 500k tiền điện, đào Bitcoin 100k tiền điện. Mình sẽ đào Bitcoin. Đào Bitcoin phải có lập trình viên. Thì chúng ta sẽ hack. Ui dồi ôi, hack thì phải có chuyên gia. Thế thôi. Thế thì tạm thời cái máy tính này nó chả có cái chức năng gì cả. Bây giờ nhà giàu rồi thì chúng ta sẽ mua điện thoại các bạn. Nhà giàu thì mua điện thoại thôi. Chúng ta sẽ cùng gọi điện cho con bạn thân coi. Đang đứng ở bờ sông và bấm số gọi điện thoại. Đầu bên dây kia bắt máy trả lời. Hello, who is that? I'm David Beckham. Vì quá run nên bạn đã làm rơi điện thoại xuống sông và mất luôn cái điện thoại. Cái là má mày. Cái là má mày thôi, nhà giàu thì mua điện thoại mới. Nhà giàu mua điện thoại mới. Gọi tiếp các bạn. Bạn gọi điện nhưng không một ai bắt máy. Ôi, sao cuộc sống tao nó đen đủ đường vậy bay. Chúng ta sẽ mua nấm mèo. Chúng ta sẽ mua cơm trắng. Đúng rồi, chúng ta sẽ ăn cơm trắng. Đó, sức khỏe cộng 3. Nấm, ăn. Rồi, từ từ để tôi xem cái nấu ăn coi xem mình nấu được món ăn gì nào. Nấu ăn, chúng ta sẽ nấu được món sushi cá hồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nấu cua hoàng đế có gì? Bông cải, nấm mèo và cua hoàng đế à? Bông cải, nấm mèo và cua hoàng đế. Bây giờ mình tìm cách nào để mình mua được cua hoàng đế đấy các bạn. Bông cải, nấm mèo rồi với cả cua hoàng đế. Ui, đồ ăn đắt thế, toàn 500k một cái vậy. Cua hoàng đế mua ở đâu nhở? Nội thất. Chúng ta cần phải có một ngôi nhà. À nhưng mà 18 tuổi nếu ai mất mua nhà mà lại còn là con gái nữa. Cầm tiền này mà cưới chồng. Trời ơi, cầm tiền này mà cưới chồng má. Từ giờ để tôi đi xem gọi là đi du lịch ăn uống xem sao. Rồi đi du lịch đi các bạn. Chúng ta sẽ đi sang Thái Lan Phuket. Ok, Thái Lan Phuket. Hãng du lịch New Line xin chào. Bạn muốn chọn tour đi Thái Lan theo hãng nào? 18 tuổi phải đi chơi. Cao cấp, cao cấp. Tour bao gồm vé tham dự sex show vô cùng nổi tiếng của Thái Lan. Ôi trời ơi, ok luôn. Bạn muốn xem show nào? Show khí công, múa lửa, show Big Eye 18 cộng, show BD vũ công chuyển giới. Show BD. Show diễn thật mãn nhãn. Sau show diễn, một vũ công chuyển giới vô cùng xinh đẹp mời bạn chụp ảnh cùng. Bạn sẽ tất nhiên là chụp ảnh rồi. Trời ơi. Phê, đi du lịch xong phê. Đấy, cuộc sống nó là phải được đi du lịch. Rồi. Chụp xong vũ công đưa cho tôi tờ giấy có chữ vì không hiểu nên tôi vứt luôn. Vì không hiểu nên tôi vứt luôn. Ok, chúng ta có lên 19 tuổi nào. Dương Lam Hàng, một sói ca chính hiệu, sở hữu khuôn mặt khôi ngô, học vấn cao, già thế tốt, trùng tình. Bạn tình cờ quen người ấy khi nói chuyện trên mạng. Khi hai người gặp nhau ngoài đời thực, anh ấy nói muốn hẹn hò bạn. Bạn sẽ 19 tuổi kiếm người yêu được rồi, mà lại còn là sói ca chính hiệu nữa. Mình lại còn có tiền trong tài khoản gần 1 tỷ đồng. Đồng ý. Trời ơi, bạn và Dương Lam Hàng đã trở thành người yêu của nhau. Úi trời ơi. Được rồi, chúng ta sẽ cùng đầu tư đến đồ ăn cái. Trúng số. Nhưng mà mình chưa chắc đã giàu. Nếu như mình muốn giàu nhanh thì mình phải đầu tư chăn nuôi tất cả các kiểu. Mình sẽ dành tiền đầu tư trong một năm này. Một năm này có người yêu thì người yêu nó sẽ dẫn mình đi trà sữa. Mình không cần tiền để uống trà sữa nữa. Nên là mình sẽ gọi là đầu tư tiền vào chăn nuôi hết để lấy lời. Đó. Còn lại là gọi là cái tiền mà mua trà sữa kiểu người yêu nó sẽ lo. Đó, các hiểu chưa? Mình sẽ chăn nuôi tất cả luôn. Đó, chăn nuôi tất cả. Chúng ta sẽ có nên mua dao để buôn đồ cấm không các bạn? Chúng ta có nên mua dao không? Không. Con gái sống cuộc sống của một bạn nữ không nên mua dao các bạn. Sống cuộc sống của một bạn nữ không nên mua dao. Chúng ta sẽ ăn bông cải để tăng sức khỏe. Ui, ngoại hình kìa. Có khi mình ăn mấy cái này có khi mình lên sức khỏe đấy. Ai da. Ăn nấm cải nguy cơ giảm bệnh mỡ trong máu. Ok.
mình sẽ mua thật là nhiều các cái đồ ăn này, mình sẽ ăn đủ thứ đồ ăn để tăng sức khỏe của mình và ngoại hình của mình lên. Vì bây giờ mình giàu như này mà cuộc sống của mình nó lại tàn tạ quá, ngoại hình của mình đã bị giảm đi rất là nhiều. Chúng ta cần phải ăn để tăng ngoại hình lên. Ui sao tăng ăn cái tăng hạnh phúc vậy? Thông minh, ok, ăn phô mai thông minh hơn. Thế còn ăn cơm trắng? Ăn cơm trắng thì sẽ được cái gì? Ăn đi. Trời ơi, cộng sức khỏe. Đúng rồi. Ăn. Ok. Ê, ăn bông cải là tăng ấy đẹp à? Tăng bề ngoài à? Nếu mà ăn bông cải để cho đẹp lên thì mình sẽ ăn. Uầy, từ đó không bị táo bón nữa à? Ê, thế mình ăn thật nhiều bông cải vào. Ok, đây là chương trình nâng cấp sức khỏe đã xong. Chúng ta sẽ cùng đến hoạt động. Chúng ta phải làm một vài các hoạt động để giúp cho mình đẹp lên. Chúng ta sẽ cùng đi chăm sóc da mặt. À, hạnh phúc và ngoại hình. Nhìn như trẻ lại 10 tuổi. Chúng ta sẽ trị mụn. Trị mụn cộng thêm 5 ngoại hình. Da mặt bạn trắng trẻo, chiết lông. Ui ôi, lông lá bạn lại còn dày đặc hơn. Vãi nào mất tiền rồi. Ok, mấy cái này. Sông hơi. Ui, sông hơi cộng hạnh phúc ngoại hình kìa. Massage body. Nhân viên massage tay nghề không tốt làm bạn bị chật khớp, phải bó thuốc 2 tháng. Vãi nồi ạ. À. Trị mụn tiếp. Chăm sóc da mặt. Trời ơi. Chăm sóc da mặt là bị xì tổi. Ui, trị mụn ngon này. Mình nghĩ là chăm sóc da mặt lại ngon. Ui, ngoại hình của mình đang lên cao. Ngoại hình của mình đang lên rất cao các bạn. Ngoại hình của mình đang lên rất cao. Mình đang xinh gái lại rồi. Mình đang xinh gái lại. Ui, massage xịt toài vậy. Sao massage nhân viên massage như cứt chay. Trời ơi, massage kiểu gì? Sau khi đi sông hơi, bạn vội vàng đi về nên bị cảm lạnh. Úi vãi nồi. Nhưng mấy massage như cức dậy. Đuổi việc tụi nó đi. Ok, chúng ta đã lên được ngoại hình rất là nhiều. Ha ha. Chúng ta lại xinh gái trở lại rồi các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với sống khác. Trộm cắp vặt, móc túi, trộm chó, cướp giật, cướp ngân hàng, đánh khủng bố. Úi dồi ôi, vãi nồi, đánh bom khủng bố ạ. Giải trí. Chúng ta cùng đến với vũ trường. Ui, hạnh phúc 100 mà đi vô vũ trường chi. Chúng ta cùng vào với tình yêu coi. Mình có người yêu rồi mà. Chúng ta sẽ cùng lên 20 tuổi. Trên đường về nhà, bạn gặp một đứa bé đi lạc, bạn sẽ dẫn bé đi tìm mẹ. Trời ơi, bà bán vé số thấy bạn dắt em bé đang khóc nên hô hoán là bắt cóc. Bạn bị đánh SML. Kết nồi gì đây? Phản ánh sau thì thực tế à? Trời má. Tao quắng bỏ mẹ mày nghe. Trời ơi. Bạn đang đi mà tự dưng lại gặp con em bé giúp đỡ xong rồi là nó lại kêu là mình là bắt cóc vậy. Cái nào gì vậy, what the fuck? Ăn cái cho lên hạnh phúc cái. Chúng ta cùng đến với quan hệ của bạn nữ này với người yêu coi. Mà mình có người yêu rồi mà ta, người yêu đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, để mình sẽ đầu tư. À không, nhưng bây giờ đầu tư bất động sản là sao có tiền. À, bây giờ nếu như muốn có tiền nhanh ấy thì tình hình là chúng ta phải đầu tư luôn các bạn. Chúng ta sẽ đầu tư gọi là đánh vé số tiếp. Trước tiên là chúng ta sẽ đến với game show hãy chọn ra đúng tiếp. Đấy, năm nay lại tham gia cái truy lùng cổ vật. Thử cái này coi. Ui, phải 85 điểm thông minh mới tham gia cái này. Chúng ta sẽ tham gia pro chọn giá coi. TV hiệu New Line, hình ảnh trung thực, sắc nét, lâu lâu bị sọc màn hình, lấy búa đập vài cái là chạy tốt. Đoán giá tầm bao nhiêu? Rất là tốt nhưng mà lại bị cái sọc màn hình với cả lấy búa đập vài cái là chạy tốt. Thì tôi nghĩ giá nó sẽ là tầm trung, nó sẽ là 59 triệu. Ui dồi ôi, phải là đoán sai à? Sao vậy? Sao giá cả nó vớ vẩn vậy? Thôi ta sẽ cùng đến với chuyên mục làm giàu. Chuyên mục làm giàu đâu ta? Khởi nghiệp, đúng rồi. Chúng ta sẽ vào mua vé số. Chúng ta sẽ mua 10 tờ vé số. Trời ơi, 10 tờ vé số vẫn xịt luôn. Đánh đề cái đã, đánh đề cái. Từ, bây giờ đánh đề, đánh to. Nhà giàu phải đánh to. Đánh 50 triệu. Đánh 50 triệu luôn. Ba cụ hàng xóm mới chết. Cái câu này tôi biết rồi. 88. Sai. Trời ơi. Tao vừa đánh câu đề con này tao trúng mà. Mua vé số. Mua một tờ. Lại xin tội. Một tờ trúng tiếp không? Trời ơi. Cuộc sống cờ bạc. Ai ơi, cuộc sống cờ bạc. Mua 10 tờ. Ai ơi. Ai ơi, tao sắp hết hạnh phúc rồi. Cuộc sống toàn cờ bạc các bạn ơi. Ui. Trời ơi, xịt hết rồi. Quân tử lập nghiệp. Quân tử lập nghiệp cái nồi gì? Đánh đề 50 triệu văn nữa. Bạn mơ thấy Sơn Tùng MTV, bạn đánh con số mấy? 24 tuổi.
Máy nồi. Chết mẹ rồi, quả này đánh đề kiểu này lỗ rồi. Quả này mà đánh đề chúng là lãi. Đánh 94. Sai rồi, chết mẹ rồi. Ôi ôi, năm nay đánh đề toàn quá, năm nay đánh đề toàn quá, thôi lên 21 tuổi thôi. Hạnh phúc hơi ít. Trong suốt 2 năm yêu nhau, anh ấy khá tiết kiệm. Anh ấy khá tiết kiệm vào Shopee. Trong 2 năm yêu nhau, anh ấy khá tiết kiệm và rạch ròi tiền bạc với bạn. Ví dụ như mà nếu có đi ăn phở thì tô ai người nấy trả. Bạn sẽ thực ra con trai không nhất thiết là lúc nào cũng phải trả tiền. Cho nên là anh học được cách đấy là cũng rất là tốt. Tiết kiệm và rạch ròi về tiền bạc là tốt, chứ sẽ học cách chấp nhận. Đó, rõ ràng. Mong chàng trai ấy sẽ giữ chân được người con gái tuyệt vời như bạn ở bên đời. Úi xời ơi. Cơ mà năm nay, năm nay hơi buồn một tí. Năm nay năm nay gọi là làm ăn hơi vết bát, nên là chúng ta sẽ đi quẩy tí cho nó, cho nó gọi là sao ta, cho nó gọi là mất đi cái gọi là stress. Chúng ta sẽ là vũ trường của ấy. Phải nào mất sức khỏe kìa. Chúng ta sẽ xem phim, chúng ta sẽ xem phim tình cảm. À, bật khóc như mưa ở trong rạp. Hạnh phúc và thông minh. Ok, chúng ta sẽ vào vũ trường của thêm phát nữa. Một gã say đấm bạn 2 phát, làm bạn đau điếng vì bạn vô tình ngã vào người anh ta. Ôi vãi nồi. Này, tính ra nhân vật của mình chơi nhân vật nữ. Mình sẽ xin lỗi. Ok. Thấy bạn cũng có vẻ ngon dai nên gã ta đã bỏ qua dễ dàng. Vãi nồi, ngon dai nhân vật con đang chơi nhân vật nữ đó mà. Con là Dương Khánh Ly này má. Thôi lên 22 tuổi đi. Tuổi này không ổn rồi. Bạn mua hàng trên Shopee, vô tình đọc được review, đột đọc được một review 1 sao. Hàng chất lượng tốt nhưng mà cho 1 sao, vì 1 sao mới là cờ Việt Nam, 5 sao là cờ Trung Quốc. Hóa ra trên đời này vẫn còn tồn tại nhiều loài kỳ hoa dị thảo chưa được khám phá. Đúng, hợp lý. Đang tầm này rồi ấy, không gì nữa. Cầm súng lục, câu cái nàng. Chúng ta sẽ mua được câu cây súng lục. Đó, chờ chờ. Cầm súng lục chúng ta phải mua thêm con dao nữa các bạn. Mua thêm con dao để phòng. Đã thế tầm này không có liêm sỉ gì hết. Tao đánh vé số phát nữa mà tao không thấy chúng là tao đi cướp ngân hàng này. Khởi nghiệp. Vé số phát cuối. Kiến thiết ích đức lợi nhà. 100 ngàn. Trời má, tao mua 10 tờ lần cuối này. Thôi mày chết rồi, ngân hàng mày chết với tao rồi. Đi cướp ngân hàng. Đâu, đi cướp ngân hàng đâu nhở. Cướp ngân hàng. Bạn muốn cướp ngân hàng nào? Việt không tin banh, Việt con banh, không cướp nữa hay là tách con banh? Việt không tin banh. À, phải có sức khỏe trên 60 điểm mới đi cướp được. Ai da, phải có 60 điểm mới cướp được à? Từ từ. Thầy bói bảo cẩn thận vào tù. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ok, từ từ chúng ta sẽ làm cái nào để nấu ăn được đấy. Mình đâu có mấy cái đồ ăn này đâu. Hên con mình không có bệnh tật gì, thôi lên 22 tuổi đi. Bạn đã tốt nghiệp trường đại học sư phạm, nhận bằng cử nhân sư phạm. À ha ha. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, gia đình cho bạn ra ở riêng nên giờ đây bạn phải tự gánh phát tiền sinh hoạt. Hãy đi tìm việc để có khả năng trang trải cho cuộc sống. 23 tuổi, Dương Khánh Ly. Chúng ta sẽ cùng tìm việc nào. Tìm việc chúng ta sẽ làm nghề gì để che mắt thiên hạ để chúng ta còn đi cướp ngân hàng đấy. Chúng ta sẽ làm diễn viên. Ờ đúng rồi, làm diễn viên thì chúng ta sẽ có khả năng che mắt được thiên hạ. Ngôi sao Hollywood, thu nhập 200 triệu một năm. Ui dồi ôi. Đúng, ta sẽ xin vào ngôi sao Hollywood. Bạn không có kinh nghiệm. À trên này chúng ta sẽ vào diễn viên đóng thế trước. À, mình đi sư phạm thì mình phải làm giáo viên. Trời ơi, mình đi sư phạm mình phải làm giáo viên. Mẹ thiệt. Trời ơi. Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Nhà tuyển dụng hỏi: bạn có người nhà làm trong ngành giáo dục không? Dạ, chú em chính là hiệu trưởng trường mình. À, lần sau bạn nên nói hãy cho tôi. Lần sau bạn nên nói cho tôi biết điều đó sớm hơn nhé. Nhà tuyển dụng phản hồi: thấy không, chú mình làm hiệu trưởng là xin được vào ngay, nên nói câu đấy sớm hơn. Đúng rồi, trời ơi. Quá hợp lý luôn, mình biết ngay mà. Chú em làm hiệu trưởng là ok ngay. Cùng lên tuổi nào. Hôm nay anh NI bạn bận việc nên bạn được NI cũ đưa đi chơi vui ơi là vui. Vãi cả nồi ạ. Anh NI của bạn bận việc cho nên là NI cũ được NI cũ dẫn đi chơi. Vãi nồi. Tao chịu cứ. Má NI cũ dẫn đi chơi mà nó vui như kiểu là, như kiểu là tới Tết vậy. Trời ơi. Vịt cô, gà tam hoàng, lợn móng cái. Đúng rồi, lợn móng cái. Chúng ta đến với bò Thái Lan và trâu thì có rồi. Chúng ta sẽ đến với dê núi và bò sữa Hà Lan. Trời ơi má thiệt. Bò sữa Hà Lan có rồi à? Trâu với bò Thái Lan đều có hết à? Ok, thế thôi.
chúng ta sẽ chăn nuôi để lấy tiền. Từ giờ mình sắp sửa phải mua nhà rồi. Bây giờ mình vẫn chưa có nhà. Sau mấy hôm đánh bạc với cả mua súng thì mình hết tiền rồi. Bây giờ mình sẽ mua một con phương tiện. Chúng ta sẽ mua con Exciter. Ôi, mua Exciter đi trộm ngân hàng với trộm chó tốt này. Đúng rồi, mua Exciter để trộm chó. Ơ, vãi đồi. Phải bằng lái à? Chúng ta sẽ học bằng lái xe. Đúng rồi. Biển báo này chỉ dẫn gì? Đường này chỉ dành cho xe ô tô thôi. À, cấm ô tô tải vượt. Đúng rồi. Cấm ô tô tải vượt thì phải. Đúng rồi. Khá đơn giản, mình đã vượt qua. Yo, mình đã có được bằng lái xe. Được rồi, mình sẽ học bằng tiếng Anh. Bằng tiếng Anh. Bắt đầu bài kiểm tra tiếng Anh với câu hỏi. Chọn từ có phần in đậm, có phát âm khác với những từ còn lại. Ui, phần in đậm, em có biết phần nào in đậm đéo đâu. Nhưng mà theo như mình nhìn cái này thì mình chắc chắn là nó sẽ in đậm cái chữ gọi là IT. Climate, City, Unit, Ethnic. Ok, chỉ có cái này đọc là ai thôi. Bây giờ các bạn nhìn này, mình sẽ cho các bạn một cái giáo án tiếng Anh. Đó là ở trên này là tất cả cái này là có một cái chữ Y giống nhau. Tức là chúng ta sẽ xác định là nó sẽ bắt mình phát âm chữ Y, chứ không cần phải biết chữ nào gạch chân. Và chữ này, cái này đọc là Ethnic. Cái này đọc là Ethnic, hiểu không? Còn cái này đọc là Unit, cái này đọc là Climate, còn cái này đọc là City, chắc chắn cái này đọc khác. Đó, chúng ta sẽ vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh và chúng ta sẽ được công minh thông minh cộng thêm 2. Trời ơi, bằng tiếng Anh dễ quá, đố em câu nào khó hơn đi anh ơi. Ôi giời. Bằng tiếng Anh là đơn giản. Rồi chúng ta đã có được bằng tiếng Anh. Dê vai. Thực tế vậy rồi. Một cô gái tiến lại gần và tát bạn hai cái đau điếng vì hiểu nhầm bạn liếc mắt đưa tình với bạn trai cô ấy. Bạn sẽ thanh minh chết mẹ đó. Cô ấy không tin. May mà có bạn trai cô ta cản lại, nếu không bạn ăn thêm cú tát nữa. Cái là má. Đi vũ trường nguy hiểm với bay. Thôi đi thư viện đọc sách cho đam mê. Ra thư viện đọc sách cho đam mê. Mình cần thêm sức khỏe để mình đi cướp ngân hàng mới được các bạn. Chúng ta sẽ đi thể thao. À, con gái thì phải tập yoga. Cô vẽ nổi, tập vừa phải thôi. Chúng ta tập aerobic. Tập tennis. Rồi, chúng ta tập bơi. Đúng rồi. Bóng chuyền, bóng đá các kiểu. Con gái chơi rất nhiều thứ. Nhờ chơi bóng chuyền nhiều nên bạn cao được thêm 2cm. Sắp thành siêu mẫu đến nơi rồi. Chơi bowling. Chơi bowling khỏe vẽ nổi. Sau vài tuần chơi bowling đều đặn, cơ thể bạn trở nên nhanh nhẹn, tâm trạng được cải thiện. Yêu đời líu lo cả ngày. Ok. Chơi gôn. Ui, chơi gôn mất 60 triệu lận. Từ ngày biết chơi gôn, bạn bè hàng xóm nhìn bạn với sự ngưỡng mộ trông chờ bạn thật đẳng cấp. Đủ sức khỏe rồi. Mình cần phải có xe đạp. Mình sẽ chạy bộ. Một lần đã chạy bộ, bạn nhặt được 100k trên đường. Thể thao đúng là mang lại thật nhiều lợi ích. Tập võ. Tập võ rất là nhẹ nhàng. Tập gym. Ui vãi đồi. Sau vài buổi tập bạn bị giãn dây chằng nhẹ, hãy tập nhẹ nhàng hơn. Aerobic. Tốn tiền quá. Tập võ bị sai rồi. Tập võ bị xịt rồi. Ngoại hình cộng 1. Ui. Đi thể dục thể thao này khỏe nhờ. Ui. Đi thể dục thể thao này khỏe thật các bạn. Bị bóng chuyền đập trúng đầu mới vãi nồi chứ. Một buổi bơi quá sức bạn bị chuột rút suýt chết đuối. May có người cứu kịp. Chạy bộ. Bạn bị vấp té khi đang chạy bộ ngoài ban công. Bạn được anh đẹp trai đỡ dậy. Bạn quên hết cả đau luôn. Ui. Vãi nồi vậy. Bạn quên hết cả đau luôn. Chơi bowling lần nữa nào. Ui. Sức khỏe chúng ta có vẻ ngon đấy các bạn. Sức khỏe chúng ta có vẻ ngon đấy. Tạm thời 24 tuổi là tuổi không đẹp cho lắm. 24 là ngày sinh của mình nên là không đẹp cho lắm. Mình sẽ không đi cướp ngân hàng. Chúng ta sẽ cướp ngân hàng tuổi sau. Vượt ngàn cây số để đến gặp crush quen trên mạng. Bạn hết hồn khi chứng kiến dung nhan thật của crush. Ôi vãi nổi ạ. 25 tuổi chúng ta đã có thêm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vẫn còn thua. Để giàu hơn thì chúng ta cần phải làm gì đó rất giàu. Chúng ta sẽ cướp ngân hàng các bạn ơi. Cướp ngân hàng. Ui, bạn cướp được 100 triệu từ ngân hàng. Không bị bắt luôn. Không bị bắt. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua con Exciter để trộm chó. Có tiền rồi các bạn, có tiền rồi. Không sao, cuộc sống là nó thế mà. Cuộc sống là thế. Chúng ta sẽ mua một con phương tiện, đó là con Exciter để đi bắt chó. Úi xời ơi, chúng ta có con xe Exciter rất xịn. Chúng ta sẽ dùng để đi bão. Đúng rồi, xe này có thể dùng để đi bão được. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ đi cướp trộm chó các bạn ơi. Chúng ta đi trộm chó nhá. Rồi. Bạn đi bắt chó nhưng nhà không có chó, thế là bạn bắt tặng con gà. Bắt rồi, bạn bắt được con gà. Bạn bắt tặng con gà. Bắt thêm phân nữa. Trộm chó thêm phân nữa. Bạn trộm chó không thành, bị diệt chạy ngã cả xe xuống mương. Bạn không dám quay lại mà bỏ chạy tiếp, bạn mất luôn xe Exciter. Ôi, quả này lỗ rồi. Thôi đã lỗ thì cuộc sống mình phải liều vậy các bạn. Mình đang xinh đẹp, thông minh với cả sức khỏe như này thì mình phải liều. Mình sẽ cướp ngân hàng.
từ từ á, vừa nãy cướp Việt Không Tin Banh thành công rồi, bây giờ nếu như mình cướp ngân hàng này khả năng mình sẽ xịt, mình sẽ theo như gọi là các cụ đã dạy rồi là không nên gọi là quá tam ba bận, mình sẽ cướp ngân hàng khác. Ui rồi ôi, được 100 triệu, thôi được 100 triệu làm vốn rồi. Cộng tuổi, bạn đã tặng voucher tại nhà hàng siêu cay khổng lồ, lúc đi vệ sinh thì kết bạn như sốt vàng. Và ok, thì có lẽ là tập đầu tiên của cuộc sống của nhân vật Dương Khánh Ly thì mình sẽ dừng lại đây thôi. Nếu như các bạn muốn có tập sau cuộc sống của nhân vật này, hãy cho mình biết dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì có lẽ mình sẽ kết thúc tại video tại đây thôi. Xin chào, hẹn gặp lại cho các video tiếp theo. Và chúc tốt lành. See you again. Bye bye. Yeah. Bye bạn nha.